Rồi, xin chào cô chú và các anh chị và các bạn ha. Thì hôm nay Trung đang đứng ở khu Tân Phú. Cái đường này là đường Lê Thúc Phật ha. Đường con đường rất là đẹp. Khu này rất là sung và rất là sầm uất. Thì hôm nay Trung đang ở cái công trường. Đó, công trường nhà 5 tấm tại Tân Phú. Thì đang thi công để ráp máy lạnh cho quý khách hàng, thì công trình cũng đang dở dang tại vì chờ cái phần máy lạnh thi công xong thì la phong nó mới đóng nha mọi người. Đây thì cái phòng ngủ nó như thế này. Thì hôm nay quan Trung đội quan Trung đang thi công cái gắn cái máy lạnh cassette âm trần. Dòng này là dòng hệ multi nha mọi người. Đó, một đuôi nóng và bốn năm cái đầu lạnh nha. Hiện tại thì căn này là gồm là 6 cái đầu lạnh đó và hai cái cục nóng. Mỗi mỗi cục nóng là 3 đầu lạnh và máy lớn, máy cassette, máy vuông ha. Đó, đang thi công. Cái này đã lắp xong và ở dưới phòng khách cũng đã lắp xong rồi mọi người. Đó. Thì bây giờ quay chụp đi lên để xem coi thợ đang thi công ở bên trên nó như thế nào nha. Thì rất là nhiều quý khách gần đây đã biết về cả những cái máy lạnh hệ thống multi và rất là tiện lợi khi mà mình sử dụng một đầu nóng và nhiều đầu lạnh giống như hệ VDV đó để tiết kiệm được cái diện tích cũng như là cái độ lạnh nó rất là cao. Thì xa xa bên đó cái nhà bên đó ha, đó gắn ba cái đuôi nóng ở mặt tiền nhìn nó rất là xấu, tại vì xưa kia trước kia thì công nghệ multi nó chưa ra đời đó và hiện nay nó đã ra đời, thì cho nên tất cả mọi người cũng đã biết tới cái hệ thống multi nó ra sao ha. Đó, được cái ưu điểm là cái tiết kiệm cái diện tích cũng như là về mặt cái độ lạnh cao, tiện lợi nó rất là hợp lý cho tất cả quý khách hàng. Thì đội thợ Quang Trung đang thi công ráp cái đầu lạnh thứ ba đó lên trần nhà. Đây là phòng ngủ ha, toàn bộ là phòng ngủ. Và ở đây thì hệ thống đi ống nước cũng là đi gen super long đó. Đây qua kia và ống đồng cũng đi ống đồng 8 gen của Thái Lan đó, và gen super long không có đi gen trắng gen Korea nha. Đó, hệ thống này là hệ thống lạnh cao cấp cho nên chúng ta cần phải thi công kỹ lưỡng để mai sau nó khỏi thấm trần nhà, thấm la phong. Đó. Cái sự uy tín nó rất là cao cho nên khi bên Quang Trung thi công thì Quang Trung có tư vấn cũng như là thiết kế thi công đường ống và thi công lắp đặt máy lạnh. Tiếp theo đó dưới trệt thì chờ bên Quang Trung đã ráp rồi ha, và lên cái phòng ngủ này là phòng ngủ ba. Đây thì nó gồm có trệt lửng ba phòng ngủ, mỗi lầu có mỗi phòng ngủ và cái sân thượng là phòng hát cũng gắn con hai ngựa luôn ha. Đây đường ống chờ nó đã có sẵn hết rồi. Đó. Ống đi vô trong khu này là khu thang máy và chọc lên sân thượng luôn. Đây. Hệ thống ống gen, ống nước và máy đã chuẩn bị đây rồi. Thì thi công cái đó xong thì lên đây chúng ta tiếp tục ráp cái máy âm trần ở đây. Rồi để mà bà con cô chú anh chị có những cái cần tư vấn lắp đặt thi công đường ống cũng như là thi công
cung cấp máy lạnh từ máy treo tường cho tới hệ thống multi, hệ thống VVRF, bên Quang Trung cũng đều cung cấp hết ha. Thì thang máy cũng đã lên tới cái sân thượng, hiện tại đây là sân thượng, nhưng mà mai sau hoàn công thì đây là một cái phòng khác, và cái khúc này là chờ hoàn công sẽ đổ ha, khu này sẽ đổ ra qua bên kia luôn để mà xây cái toilet, hoàn toàn từ trên xuống dưới là như vậy luôn nha. Đó, anh chị em thấy ha, dưới kia là dưới trệt, thì đường ống Quang Trung cũng đang đang đi trong cái hộp ghen ở dưới đó, mọi người thấy ha. Đó rồi, đây đường ống cũng đã đi lên đây hai đường, và mai sau cục nóng ở trên đây nó sẽ đổ một cái sàn và đặt một cái đuôi nóng ở đây. Đó là ba cái đầu lạnh, nó là sẽ một đuôi nóng nằm ở đây, ở cái chung của thang máy. Còn ở phía dưới kia, à ở đây chúng ta không nhìn thấy được, đó đây nó có cái bờ, ở dưới kia có một cái đường ống ha mọi người ha. Đó, ở dưới dưới trệt đó, ở trên tầng lửng ở cái ban công kia sẽ có một cái đuôi nóng, ở đó có hai dây đồng rồi, và chuẩn bị đi thêm cái dây đồng nữa. Đó, khu này mai sau trên đây sẽ là hàng bông hàng cây gì đó của khách hàng. Đó, còn đây Quang Trung đã tư vấn mà đi thi công ống hết cho này rồi, và ống chờ rồi chuẩn bị lắp ở trên đây đổ sàn và lắp thêm một con nữa nha. Đó, cũng là cassette luôn. Anh khách hàng này ảnh cũng biết Quang Trung qua cái kênh và tin tưởng cái sự uy tín, cũng như là về cái cách thi công đường ống, cũng như là về cái cửa hàng cửa tiệm của Quang Trung công ty, cho nên ảnh tin tưởng, ảnh đã gọi Trung về và thiết kế cho ảnh. À, đi đường ống và cung cấp tất cả các máy lạnh, hệ thống máy lạnh Daikin, Panasonic, Toshiba, LG, thì anh đã có một cái nhu cầu là sử dụng máy lạnh multi Daikin. Đó. Thì gương mặt của Quang Trung đây ha, hôm nay cũng đi xem coi như thế nào. Đây, các đội bắt đầu, mấy anh thợ bắt đầu lên máy đó mọi người. Thấy chưa, đi bắt sẵn hết rồi. Bây giờ là tiến hành thi công. Cái thước mà băng keo, ô cái ti kia sao méo xẹo rồi, xong chỉnh cho bẻ cho nó ngay lại, bẻ ra rồi. Không sao đâu, siết chủ yếu rồi siết con kia cũng méo xẹo hết trơn à. Khoan là bình khoan cái cây á, nó khoan là khoan thẳng lên cây ti, ti kia nó cũng bị xéo rồi, đẩy nó ra. Thì trong khi cái sự thi công thì Trung cũng phải giám sát về cái mặt kỹ thuật để đảm bảo được cái sự mà đúng kỹ thuật, để cho máy móc chạy vận hành êm và không có bị sai lệch. Đây là cái trung tâm giữa phòng, để làm sao bắt được giữa phòng thì đây là một cái chuyện kỹ thuật, nó cần cái trình độ. Trình độ ở đây đó là về cái sự hiểu biết, kinh nghiệm để thi công. Và ở đây dưới đây có là một cái máy laser làm tim cho bốn vách để biết đâu là giữa phòng. Lăn con ốc trên lên hết đi. Đo 13 đã đo đo 13 đáy. Từ con ốc xuống, con ốc dưới cuối cùng là 13. Chặn ốc trên lên hết đi. Đúng 13. Đó.
Con ốc dưới sao con ốc trên? 13 chưa? Đó cho ngay cái thước nha. Đúng chưa? Rồi. Mặt trên đó. 13 là mặt trên của mặt trên con ốc á chứ không phải mặt dưới con ốc nha. Rồi dặn con ốc kia cho lên đi để mà nhờ, dán cái băng keo con ốc đền lên giống hôm qua vậy đó. Sát lên nữa đi. Rồi. Rồi bà con cô chú anh chị nào cần tư vấn lắp đặt hệ thống multi hoặc là tìm hiểu cái hệ thống multi như thế nào thì cứ nhấn vô cái đường link mô tả bên dưới hoặc cái số điện thoại trên màn hình. Cứ liên lạc với Trung qua hai số 0934565739 và 0933929622 để được hỗ trợ trực tiếp nha. Rồi, cảm ơn cô chú và con anh chị rất là nhiều.